Xin kính chào quý vị, anh chị, cô chú đến với kênh của Viết Phú trong video mới nhất ngày hôm nay. Thì hôm nay thì Viết Phú xin trân trọng giới thiệu đến quý vị, anh chị, cô chú một mẫu đồng hồ Tissot, một mẫu đồng hồ của Thụy Sĩ đang bán tại thị trường của Nhật Bản. Đang một này là em vừa mới mua săn sale xong, hàng mới tinh, hàng mới 100% nha quý vị. Thì em vừa mới bóc cái lớp lông bọc của nó chưa tháo một tí nào, vội vàng để review cho quý vị anh chị cô chú cùng xem. Đây là một sản phẩm của một anh trên Hà Nội, anh Trung Kiên ở Hà Nội có đặt ở bên với Phú để săn sale sản phẩm này. Sản phẩm này thì cái giá niêm yết của tại thị trường Nhật Bản đang là hơn 9 triệu đồng, giá tư tầm 9 triệu 5 chưa thuế nha quý vị. Thì đợt này rất là may, thì đợt trước em cũng có đăng là giá săn sale sau khi săn sale về Việt Nam nó rơi vào tầm 9 triệu 5 đã bao gồm cước vận chuyển, còn giá niêm yết thì giá chưa thuế bên Nhật là cũng 9 triệu 5 chưa bao gồm thuế 30% và chưa bao gồm cước phí vận chuyển về Việt Nam quý vị nhé. Tuy nhiên đợt này thì em có săn sale, có một sale rất là mạnh, con này chị về Việt Nam là 8 triệu 500 nghìn đồng. Đây là một sản phẩm Tissot của Made của Thụy Sĩ Swiss quý vị nhé. Đây thì nhiều mẫu đồng hồ khác em có đăng trên cái kênh bán hàng trên Facebook của em, mời quý vị vào đấy ghé thăm. Và các sản phẩm thuốc thang hay sản phẩm chức năng thì em cũng rất là tiếc em đã gửi về Việt Nam hết rồi, một số hàng khác thì nó chưa về đến nhà em đây, nên là em cũng chưa đi mua kịp vì tuần này em đi làm ca cuối tuần em mới mua được nên không có review cho quý vị cùng xem. Các sản phẩm chức năng bộ phận tráng dương hay là các bộ phận là các cái thuốc bổ sung vitamin cho cơ thể của trẻ con, cho người lớn và cho người cao tuổi thì Zalo Viết Phú là số điện thoại đầu số cộng 81 của Nhật Bản quý vị nhé. Em đang ở Nhật mà, thì nếu quý vị tìm Zalo của em thì hãy là chọn vào cái đầu số Nhật Bản và số điện thoại của em là 0806817397 như ở trên hình nha quý vị nhé. Thì sau đây em cũng xin đi vào chi tiết cái sản phẩm này. Sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay là một sản phẩm đồng hồ Tissot đến từ nhà sản xuất Thụy Sĩ, và cái sản phẩm này thì là một sản phẩm rất là đơn rất là thuần túy của dòng đồng hồ nam, trong dòng một sản phẩm nam nha quý vị nhé, đồng hồ nam và mới 100%. Đây là cái hộp của cái sản phẩm này thì rất là hầm hố, rất là nặng, cái hộp này cũng gần 1 cân rồi. Vận chuyển cái hộp này không đã mất mấy trăm nghìn về Việt Nam đâu quý vị, chứ cũng hộp này nặng nhưng nó không nhẹ như của thằng Seiko hay là Orient, các sản phẩm khác của nội địa. Đây thì nó có các cái giấy hướng dẫn sử dụng và các cái thông tin của cái nhà sản xuất Tissot có in bằng tiếng Nhật cho thị trường Nhật Bản ở đây nha quý vị. Đây, sách rất là dày. Đấy. Tissot rất nhiều mẫu đồng hồ trong này. Đây, có hai cái quyển sách ở trong này luôn. Đấy. Rất là nặng. Đây là về phần hộp phụ kiện đi kèm với cái sản phẩm này. Short thế này sẽ nhất cho sau. Và đây là cái trong của cái đồng hồ thì xốp và cũng như là cái dây tơ đi kèm với đồng hồ này quý vị ạ. Đấy. Arigato. Xin cảm ơn. Thank you very good. Đây. Đây là chúng ta đến với chi tiết cái sản phẩm này, thì đầu tiên là phía mặt sau của cái tem là T-Shot có cờ dầu cộng Thụy Sĩ Swiss Watch sinh 1985 đấy, của Made in Thụy Sĩ nha quý vị nhá, Switzerland nè. Đấy, mã chi tiết của nó T063610.360037.00 đấy là mã chi tiết của sản phẩm này. Ở đây thì có ghi là stainless steel rồi thép không gỉ là chống nước 33 là tương đương 30 mét, là độ sâu 30 mét này. Thì em đầu tiên em xin bóc cái sản phẩm này. Đây thì sản phẩm này em sẽ đo kích thước cụ thể cho quý vị anh chị cô chú cùng xem. Đường kính của sản phẩm này rơi vào tầm 42 mm nha quý vị, 42 mm đường kính ngoài. Đấy, còn về kích thước mặt
dày của sản phẩm thì tầm 8 mm nha quý vị nhá. Rất là mỏng, mỏng manh, rất là mỏng manh, mỏng. Và mặt ngoài thì được bọc và được mạ bằng làm thép không gỉ, mạ bằng màu vàng nha quý vị nhá. Là đẹp ở góc 12 giờ thì có luôn chữ Tissot và 1985. Góc 6 giờ thì có chữ Swiss made, là made in Switzerland, Thụy Sĩ. Bên góc 3 giờ thì có cái phần ngày, ngày lịch ngày. Bên này thì là có núm chỉnh lên cót cũng như là chỉnh ngày giờ thì có chữ T ở Tissot có khắc ở trên cái núm này. Quai thì bằng quai da và có cái chốt thì cài đấy. Cái dòng này thì có cái cài quai nó khác một chút so với các cái sản phẩm của nội địa của Nhật, và tất nhiên là cũng có cái chữ T Tissot. Thì kính của sản phẩm này là được làm bằng kính sapphire nha quý vị nhé, và kính sapphire nguyên khối rất là đẳng cấp đấy, và cái có khả năng chống nước chống xước rất là đẹp. Sản phẩm này thì giá đang được sale còn 8 triệu 500 nghìn đồng về Việt Nam nha quý vị. Và cái phía sau của sản phẩm này thì tất nhiên 12 giờ vẫn là T-shirt và 1953 được khắc đấy vào phía sau. Phía dưới này thì có stainless steel ở bên góc bên này thì có 3 giờ có mặt ngựa và water resistant 30 m trên 100 feet, kính sapphire crystal. Đấy thì phía sau cái quai vẫn là T-shirt 1953. Đấy thì nhiều ở Việt Nam thì cũng có rất là nhiều người bán những cái đồng hồ nó như thế này với giá chỉ có hơn 1 triệu, thì cũng là gần giống đến khoảng tầm 99%. Tuy nhiên thì nếu mà những cái sản phẩm mà T-shirt hoặc là Omega hay là các cái đồng hồ Thụy Sĩ mà ở Việt Nam chỉ có 1 triệu mấy, triệu mấy đấy, bán rất là nhiều đấy, thì cũng xin khẳng định với quý vị đấy là không phải là hàng chính hãng. Vì những hàng chính hãng mua bên này đã tận 8-9 triệu rồi, thì ở Việt Nam không có lý gì mà chỉ có 1 triệu. Có thể là sự khác nhau giữa các cái thị trường do cái chính sách thuế nhập khẩu một chút, tuy nhiên thì sự chênh lệch đó nó không đáng kể, nó chỉ rơi vào tầm mấy trăm nghìn thôi, còn không có chuyện là thị trường này 8 triệu thị trường kia có 800, không bao giờ có. Thì một số khách của em cũng có chụp một số cái ảnh của các shop trên Facebook gửi cho em và hỏi check giá ở bên này, thì em cũng báo giá và sau các anh mới hỏi là giá ở Việt Nam bạn có 1 triệu triệu mấy triệu mấy, thì em bảo thì cái đấy thì ở đâu thì sản xuất ở đâu thì em không 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 biết, tuy nhiên là chắc chắn một điều là không phải hàng chính hãng đấy. Thì quý vị anh chị của chủ khi mua đồng hồ thì cũng 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 hết sức chú ý, thì tiền nào thì nó cũng là của nấy, chứ không có thể nào là một cái sản phẩm như nhau mà một bên mấy triệu một bên có mấy trăm nghìn được ạ. Đây đây, em xin nhắc lại cái mã chi tiết của nó nha quý vị nhé. T063 nhé, 610 36 037 00, Short 1853, một sản phẩm chính hãng mới 100% tại Nhật Bản, đang được sell từ 9 triệu 500 nghìn đồng chưa bao gồm cước thuế tại Nhật Bản, được sell xuống còn 8 triệu 500 nghìn đồng về Việt Nam nha quý vị nhé. Đấy, nếu quý vị mua qua Việt Phú thì xin trân trọng cảm ơn quý vị và rất là hân hạnh được nhận được cái sự đặt hàng từ tất cả quý vị. Đây, em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau.